Hoa Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Ngày hôm nay ngày đẹp trời, em có lên cái clip để giới thiệu với bà con cái loại lan hoàng thảo trầm, loại lan gừng hoàng thảo trầm đang nở hoa tại vườn nhà em. Thì đầu tiên em cũng chúc bà con có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha bà con. Đây, quay cận cảnh bà con coi, đây là lan hoàng thảo trầm. Người ta gọi đơn giản là gọi trầm gừng đó bà con. Khai thác từ rừng về bán cho mình. Bà con trong miền rừng người ta khai thác rồi người ta về ta bán cho mình. Thì hồi xưa lúc em mua cái này thì người ta bán ký thì khoảng 1,5 triệu một ký. Còn hiện giờ thì giá thị trường bao nhiêu thì em không biết, tại vì lan trong rừng ngày ngày càng hiếm. Rồi mình mua về mình thần. Lan rừng mà mua về em ở miền Tây ở Cần Thơ đó bà con, mua về em thần trồng thần nó trong cái khúc nhánh vú sữa nè đó, bò ra rễ từ lưa vậy đó. Đó rồi nó thòng xuống đây nó chỗ bông cũng được nhiều, cái đợt này thấy nó cũng mập mà đó, thân nó cũng gần bằng ngón út. Ở miền Tây mà chỗ bông được như vậy là cũng vui lắm rồi bà con, khá nhiều bông mà hương thơm thì khỏi nói luôn nha bà con. Cái tên nó là gắn liền với cái ý nghĩa nó luôn, hoàng thảo trầm là nó lan này nó thuộc họ hoàng thảo, nhưng mà tên trầm là vì sao, nó thơm. Trầm thì lúc nào cũng thơm, cây trầm cũng thơm mà giờ lan trầm thì cũng thơm, đó là lý do người ta đặt tên là hoàng thảo trầm. À, mình thường gọi ngắn tắt là trầm gừng, tại vì cái này khai thác từ gừng chứ không phải là hàng công nghiệp. Rồi hôm nay chỗ bông khá đẹp, em giới thiệu với bà con. Em mua cái này cũng khoảng 4 năm về trước rồi, là cái giá nó khoảng 1,5 triệu một ký, mình mua ít. Người ta cân bao nhiêu trăm gram thì nhân lên tính tiền. Rồi về trồng thuần mấy năm rồi cũng chỗ bông mà nó hơi ít, năm nay nó chỗ bông nhiều quá rồi thấy đẹp thì giới thiệu đến bà con. Cái mùi thơm rất là ngào ngạt luôn nha bà con, này phải nói là thơm ngào ngạt, thơm mạnh nhưng không bị hắc, thơm dễ chịu, trầm mà. Đó thì cái giò này thì em chỉ quay để giới thiệu đó bà con, chia sẻ cái niềm vui cái lan đẹp nó chỗ bông em giới thiệu đến bà con thôi, chứ cái giò này em không có bán. Em làm cái clip review cái đẹp cho bà con coi, năm cánh ha, người cần cánh chút, năm cánh bông màu tím, họng màu tím đậm, kết cấu bông rất đẹp. Hồi xưa là giá thị trường nó là 1,5 triệu, nó mắc hơn cả cái lan phi điệp nữa, nhưng mà giờ phi điệp thì người ta đã đẩy lên cái cao trào là nó tới đột biến rồi. Mấy cái đó thì em không nhắc tới, em không có phải dừng chơi đột biến, em không có đu theo, đu dây điện có ngày bị điện giật cho nên không có đu, em chỉ chơi ba cái lan bình thường thôi. Cũng hồi đó cũng đam mê sưu tầm, một cái mình muốn có một loại gì đó, nhưng trong khả năng mình sưu tầm được nhiều sưu tầm. Riêng cái chậm này thì quá đẹp, đáng để sưu tầm. Mình chơi một cái vườn lan gừng thì ít ra cũng phải có một cái giò chầm, ý nghĩa là mình sưu tầm cho nó có nó đẹp cái vườn mình thôi. Còn ai chơi lan thì muốn chơi sao chơi, nó đẹp hết bà con, rung rinh rồi. Thì kênh em thì làm những cái clip review về những loài hoa đẹp và buôn bán cái giống bông trang các loại, thì bà con có ủng hộ kênh em, thấy em quay clip mà chia sẻ thấy được thì bà con mời bà con bấm ủng hộ đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang để ủng hộ kênh em, cho cái kênh em ngày càng lớn mạnh nha bà con. Bấm vào đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang, sau đó mình bấm vào cái chuông cho nó rung lên. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc cái clip của em tại đây. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha bà con. Mình cả nhớ like kênh ủng hộ em nha bà con. Em xin cảm ơn bà con rất nhiều.